Mình đã chữa rất là tích cực rồi, tập rất là tích cực rồi, hết mấy chục triệu đây rồi, thậm chí là cả trăm triệu đây rồi, mà tại sao nó vẫn không được như cũ và sẽ không bao giờ như thế, không bao giờ như cũ được. Bên này của bạn nó bị đau, nó bị khó chịu đúng không? Thì cái bên kia bạn là phải dồn lực vào nhiều hơn, là luôn luôn nó sẽ bị quá tải. Một bên là nó tập tễnh như vậy đều dẫn đến cái việc là nó lệch trục cơ thể, nó sẽ hỏng không phải là chỉ một mình cái cổ chân này, mà nó cổ chân bên kia nó lên gối, nó lên háng, lên lưng, chứ không phải là chỉ một mình cái cổ chân này đâu. Tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa thể thao với hơn 15 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người không dùng thuốc. Cổ trai. Cái cổ chân này của bạn bị đau từ bao giờ vậy? 1 tháng, 1 đến 2 tháng, với là cháu đánh bóng chuyền xong rồi cháu dẫm vào nó trẹo ra. Bị trẹo chân. Trẹo chân. Ừ. Nó trẹo chân một cái, xong lúc đấy bạn có chơi được tiếp không? Gần như không đi được ấy. Là không đi được luôn. Tháng hơn 1 tháng đấy thì bạn làm cái gì cho nó? Một ngày đầu thì cháu chưa nẹp vào. Còn kiểu hôm sau cháu về quê thì cháu đi khám và cháu nẹp vào, và kiểu 2 tuần đầu cháu không đi lại gì cả. 2 tuần sau trong tháng đầu ấy thì cháu lại đi lại một tí, và 1 tháng sau thì cháu cũng đi được khá nhiều. Đi khá nhiều. Đi khá nhiều thì thấy nó thế nào? Lúc đi thì bởi vì cháu có một cái nẹp, nó nẹp to ấy, nên nó kiểu đi nó đỡ hơn rất nhiều, và kiểu 1 tháng sau khi mà đi lâu thì nó mới bị kiểu đau thôi, còn nếu mà đi ít thì nó vẫn thoải mái. Bây giờ thì động tác nào nó sẽ làm bạn đau nhất? Bây giờ thì cháu thấy chân cháu nó bị hơi kỳ kỳ ở chỗ là kiểu cái này nó dễ bị kiểu cái ngón nó toàn bị nhấc lên thay vì là kiểu nó cụp xuống. Kiểu chân này cháu sẽ có thể co lên thoải mái được, còn chân này thì lúc co thì nó không co được. Nó không co được. Nó không kiểu đấy, cái này nó không lên được. Và với lại kiểu cảm giác là xoay sang hai bên kiểu nó hơi khó. Ừ. Bây giờ ngón chân này nó cứ vênh lên như này. Cho đến nó hơi vênh, và kiểu nếu mà để xuống thì vẫn được, nhưng mà kiểu như cái động tác mà kiểu đấy kiểu như này nó sẽ kiểu khả năng dễ vênh lên hơn. Nó dễ vênh lên. Vì cái gân gấp của nó bị tổn thương mà. Nó bị rách cái gân gấp chung ngón chân này này. Nó tự vênh lên, bạn thấy nó hơi tí là nó vênh lên đúng không? Vâng. Cho vênh ở hai bên này. Thì nó dễ vênh hơn, vênh hẳn cái này lên đúng không? Vâng, nó dễ vênh hẳn đấy. Vì nó tổn thương ở cái gân gấp chung ngón chân nó từ đây này. Nó từ đây nó luồn vào chân này này. Thì bây giờ nó bị tổn thương cái gân này, là cái gân dưới phía này nó sẽ bị yếu. Dạ vâng. À, nó sẽ không gấp và nó hơi khó khăn hơn. Thế dẫn đến cái việc là cái nhóm gân cơ duỗi này này, vâng, nó khỏe hơn thì nó tự kéo lên thôi. Dạ vâng. Vâng, nó hơi tí là nó vênh lên này. Vâng. Đấy, hơi tí nó vênh lên này. Đau à? Hơi đau. Đau ở đâu? Lúc thả xuống thì đau ở gót ạ. Đau phía sau này này. Vâng, đau phía sau ạ. Đau. Đây do kiểu do ấn tay vào đau chứ cháu nghĩ không phải do đau kiểu do xương. Đây có đoạn cái này đấy đau. Đau thì nó chói chỗ này đau không? Có đau. Ừ, có này đau được. Có đau. Có này đau. Không đau. Đau không? Có đau đoạn đấy ạ. Cái tiếng nó khác. Vâng. Dạ. Vâng. Nó dập cái dập xương đúng không? Ừ, nó dập xương. Đúng rồi. Để mình nhá. Đây đâu? Mình đây đâu? Này. Đây. Chỗ này thì đau. Bị đau không? Đau mấy đây này? Đau có đau cảm giác bên này nó sưng hơn này. Sưng hơn đúng, bên này sưng hơn. Đau cái này nó trông sâu lắm. Bấm này nhau có đau đây? Đau có đau nó lên đây đoạn này như sâu bên trong này. Lên xuống như thế thì nó đau sâu bên trong. Ok. Thì qua cái khám lâm sàng cũng giống như là trên cái phim này của bạn này. Thì đây này, mình thấy là đối với dập cái xương sên này, dập cái xương sên này và cái mắt cá trong này, đằng sau cái chân nhá. Bạn đập phát ở đây đúng không? Hai cái đây đập vào nhau. Đây. Nó giống như cái này nhá, đây là giống như cái cổ chân vừa dùng của bạn nhá, đúng không ạ? Thấy cái xanh đây là cái xương sên nhá. Thì đấy là cái sụn, khi dập được cái xương này thì nó phải dập cả cái sụn này đã, và hết cái sụn rồi mới đi vào cái xương. Dẫn đến cái việc là dập cái xương nó dập cả cái sụn này, và đây mới là vấn đề lớn. Đây mới là vấn đề lớn, và cái này bạn xác định là nó sẽ không bao giờ được trở lại đấy như bình thường nhé. Đây là vì là bạn bây giờ bạn mới 21 tuổi, như thế là vẫn còn có khả năng hồi phục tương đối nhiều. Đối với nữ mà dưới 20 mà nam dưới 22 ấy, thì là cái khả năng hồi phục nó tương đối, cho nên là vẫn có thể là hy vọng là sau này nó sẽ tốt nhất có thể. Nhưng bạn xác định ngay cái việc là nó sẽ không bao giờ trở lại được lại như ngày xưa nhá. Thì nó dập đây là nó sẽ hỏng luôn cái sụn này. Dạ vâng.
nó hỏng cái sụn này thì đương nhiên là với cái lứa tuổi mà nam dưới 22 thì trên lý thuyết là nó có thể là nó hồi phục được 100%. Nhưng trên thực tế mình thấy rằng là nó không bao giờ, chẳng có một cái, mình chưa gặp cái trường hợp nào nó hồi phục được 100% cả. Kể cả trong khi người ta bị ở lúc mười mấy tuổi nhá, chưa phải nói đến là 21, 22 tuổi. Nó sẽ ổn nứt cho bạn thôi, tức là mình có rất nhiều cách để có thể làm ổn nứt cho bạn. Nhưng mà bạn xác định luôn là cái việc là nó không bao giờ như ngày xưa. Đấy là thứ nhất nhá. Ví dụ chân kia được 10 phần thì chân này giỏi lắm thì được 8 phần rưỡi hoặc 9 phần. Đó nhá, đấy là riêng về cái này mới là cái nguy hiểm nhất này. Còn tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo nữa là bạn còn bị cả cái gân. Đây, đây là cái vùng, cái vị trí này, đây là cái vị trí của cái gân gấp chung với ngón chân này. Xung quanh nó đã bị phù nề. Đây này, mới cắt nó như thế này này. Thì là cắt qua cái gân đấy. Mà đó lý do khi mà cái chân của bạn nó cứ bị vênh lên như thế. Bình thường là cái gân gấp nó xuống cái này. Và cái gân duỗi thì nó ở trên này, thì nếu mà nó không bị làm sao thì hai cái bên nó cân bằng nhau. Nhưng bên dưới là nó yếu thì dẫn đến cái việc là bên trên nó cứ kéo ngược bên này lên. Và cái gân này nhá, cái gân này bạn xác định luôn là cái việc là bạn có để 1.000 năm nó không tự khỏi được nhá. Đây là một cái gân nó đơn giản đến như vậy rồi mà nó không tự khỏi được nhá. Còn chưa nói đến vấn đề là cái xương, cái sụn kia của bạn, nó không bao giờ tự khỏi được cái gân này. Khi nó đã rách đến cái mức độ mà nó phù nề nhiều như này, bạn có thể thử để bạn sẽ biết. Cụ thể như bạn đã để khoảng 1.5 tháng rồi mà nó đã lành ở đâu. Đáng lý ra là bình thường nếu mà mình mà bị chấn thương ở mức độ thông thường ấy, thì sau đó khoảng 2-3 tuần là nó ổn rồi. Nhất là tuổi trẻ là nó rất nhanh. Nhưng mà đến bây giờ là nó không lành được đây. Rất là nặng nề luôn. Gân gấp ngón chân dài đây này. Đó, bị cái này. Đây nó bị gân này. Đây là đi xuống dưới này này. Nó xuống bên dưới lòng ngón chân đây này. Nó kéo xuống rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ nó rách ra thế, bây giờ nó không gấp được vào. Và cái gân này thì nó không tự hết được. Đó, thì vấn đề là của bạn là cần phải gì? Thứ nhất là mình làm phải làm rất nhiều thứ, từ vấn đề là vật lý trị liệu, rồi tập phục hồi, rồi là dùng một số thực phẩm chức năng để hỗ trợ cho nó, hỗ trợ cho sụn, hỗ trợ cho gân. Đó, rồi là mình tiêm huyết tương tiểu cầu tích cực cho nó, thì nó sẽ liền tối đa cho bạn thôi. Nhưng bạn xác định ngay cái việc là nó sẽ không bao giờ trở được lại như ngày xưa nhá. Không thì nhiều khi nó bảo rồi mình đã chữa rất là tích cực rồi, tập rất là tích cực rồi, hết mấy chục triệu đây rồi, thậm chí là cả 100 triệu đây rồi, mà tại sao nó vẫn không được như cũ, và sẽ không bao giờ như thế, không bao giờ như cũ được. Như cái này của bạn là tối đa, như chẳng qua là vì đây là vì bạn là đang mới có khoảng 21 tuổi thì khả năng đâu đó nó khoảng độ 70 sẽ được khoảng 70-80% so với trước. Cái này cần phải rất nhiều tháng sau nó mới ngon rồi nha. Khá là phiền đấy. À, có nghĩa là bây giờ thì cháu đã có thể bắt đầu tập vận động với cả thử nhẹ nhàng kiểu co giãn. Đúng đấy, rồi đấy. Bây giờ phải tập rồi, bây giờ bạn không tập nó sẽ cứng lại. Đáng lý ra bạn phải tập từ lâu rồi, bạn tập từ 2 tuần đầu bạn đã phải tập rồi. Để đến 5 tuần như vậy là hơi muộn rồi. Nếu mà như này để lâu thì có sợ là nó bị thoái hóa không ạ? Thì mặc định là nó sẽ thoái hóa. Cho dù cái cổ chân của bạn không bị làm sao đi chăng nữa thì nó vẫn cứ thoái hóa theo năm tháng, tức là nó vẫn cứ già đi theo năm tháng hoàn toàn bình thường. Mà thoái hóa của nó là gì? Đây là thoái hóa là gì? Là hỏng cái tổ chức sụn và tăng sinh cái tổ chức xương. Bao giờ nó cũng thế, đấy là bình thường. Còn khi bạn bị như thế này rồi nó thoái hóa nhanh hơn, tức là nó thêm một cái thoái hóa gọi là thoái hóa thứ phát. Và nó không phải là chỉ thoái hóa một mình cái chỗ này nhá. Nó sẽ thoái hóa những chỗ khác nhanh hơn. Cụ thể như ví dụ bên này của bạn nó bị đau, nó bị khó chịu đúng không? Thì cái bên kia bạn là phải dồn lực vào nhiều hơn. Rồi lực nhiều hơn dẫn đến cái việc đấy bên kia là luôn luôn nó sẽ bị quá tải và nó sẽ bị thoái hóa nhanh hơn. Vì cái cơ thể mình đi bằng hai chân mà, đấy, đi bằng hai chân như này, luôn là nó cứ cân bằng. Nhưng một bên là nó tập tễnh như vậy, đều dẫn đến cái việc là nó lệch trục cơ thể, nó sẽ hỏng. Không phải là chỉ một mình cái cổ chân này, mà nó cổ chân bên kia nó lên gối, nó lên háng, lên lưng. Chứ không phải là chỉ một mình cái cổ chân này đâu. Thế cho nên là nếu mà khi mình mà chăm sóc tốt cho nó đấy, thì nó sẽ hồi phục được nhiều nhất có thể. Ngoài vấn đề là bạn đi vật lý trị liệu ở đây, hay là rồi bạn tập vật lý ở nhà, thì bạn nên nên thêm một cái động tác nữa là mình ngâm nóng lại phối hợp ấy. Tức là mình cho một xô nước lạnh, một xô nước nóng này. Sau đó mình ngâm 5 phút lạnh này, 5 phút nóng này, 5 phút lạnh này, 5 phút nóng này, 5 phút lạnh cuối cùng. Đảo qua đảo lại như vậy. Để giúp cho cái việc mạch máu nó giãn nở liên tục như này. Thì bắt đầu là máu nó vào nuôi dưỡng nhiều hơn, nó sẽ phục hồi một cách tốt hơn. Còn trị liệu ở đây thì bạn chỉ cần trị liệu nữa khoảng độ 1 tuần 2 lần thôi. 1 tuần 2 lần. Mỗi buổi nó sẽ đỡ đi tương đối, bữa nào dấu hiệu nó lì lại, nó không đỡ nữa thì đó là cái thời điểm vàng để mình tiêm huyết tương dầu cầu cho nó. Đó. Thank you.
không đau như vừa nãy, đau giảm. Ví dụ trước khi điều trị thì em thấy nó bị đau nó khó chịu 10 phần, thì sau khi điều trị xong thì em cảm thấy nó dễ chịu được khoảng bao nhiêu phần? Dễ chịu đi thì chắc tầm khoảng 40. Ok.